Xin chào tất cả các bạn đến với channel của mình nhá. Lại là mình Tiến đây. Rất vui được gặp lại các bạn ở trong một video ngắn này của Tiến. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Đây là góc đam mê của Tiến các bạn nhá. Đấy, Tiến mới về rất là nhiều phụ kiện và Tiến xếp ở đây trang trí một cái góc nhỏ nhỏ để thỉnh thoảng live stream, quay video cho các bạn coi. Full phụ kiện diều sáo chim mồi từ 2m cho tới 2m2. Thì các bạn nào có nhu cầu về làm diều sáo chim mồi thì các bạn có thể tham khảo những mặt hàng sẵn có của Tiến hiện tại bây giờ các bạn nhé. Sẵn có, đấy, sẵn có lam này, sáo, dây, rồi áo diều, rồi guồng. Đấy, tất cả những mặt hàng full phụ kiện về diều sáo chim mồi và một số mặt hàng khác có liên quan tới diều sáo, ví dụ như là áo diều thì Tiến vẫn nhận nên may full size cho các bạn nhé, áo vải zip top full size và tất cả các mẫu theo yêu cầu của tất cả các bạn. Đấy, các bạn nhìn thấy cái góc đam mê của Tiến chưa? Đấy, những bạn nào mà có nhu cầu về xỉ lá, xỉ nẻ, lan diều, sáo, đấy, số lượng nhiều hoặc ít thì các bạn cứ liên hệ với Tiến ở trong phần bình luận của video này nhé. Đấy, hôm nay Tiến sẽ giới thiệu sơ sơ cho các bạn một số những cái mặt hàng mà Tiến sẵn có ngày hôm nay để cho những bạn nào mà có nhu cầu thì các bạn có thể trực tiếp các bạn liên hệ với Tiến và các bạn lấy về chơi luôn, không cần phải chờ đợi nhé. Đây, để Tiến giới thiệu cho các bạn coi một số những cái phụ kiện sẵn có của Tiến ngày hôm nay. Về phụ kiện diều sáo, cái thứ nhất phải kể đến đó chính là lan diều, là một cái phụ kiện không thể thiếu được trong làm diều sáo các bạn ạ. Hồi trước thì Tiến hay làm tre, nhưng mà bây giờ thì đổi hết qua carbon rồi. Cái thứ nhất là carbon làm nó siêu tiện lợi, siêu nhanh và rất là bền, và rất là bền, và làm một quả diều nó không tốn kém công các bạn ạ, không tốn kém công. Đây là size lan tím 1m1 của Tiến, chuyên để làm diều sáo 2m cho tới 2m2. Dòng này thì siêu dẻo, đấy, siêu dẻo, và kích thước được đặt theo cái form diều 2m cho tới 2m2 loại này, làm siêu dẻo các bạn, siêu chịu gió luôn. Khi mà các bạn mua lan của Tiến thì tất cả lan Tiến đều test trước cho tất cả các bạn để các bạn yên tâm nhé. Và thứ hai nữa là chọn cho các bạn những cái lan gốc và ngọn tương đối đều bằng nhau. Đấy, thì các bạn yên tâm khi mà mua lan nhé. Các bạn mua càng nhiều thì giá nó càng rẻ, mua càng nhiều giá càng rẻ, và không giới hạn về số lượng nhé. Lan thì Tiến rất là nhiều. Từ lan Tiến có hai cái dòng lan phổ biến là lan tím hồng và lan xanh chuối. Hai cái dòng lan này thì giá nó giống y nhau và chất lượng giống y nhau, nó chỉ khác màu thôi, chỉ khác màu thôi các bạn ạ. Trên thị trường thì rất nhiều dòng lan tím ấy, nhưng mà cái dòng lan của Tiến thì Tiến chỉ nhập một loại để chuyên làm diều sáo 2m cho tới 2m2. Đấy, các bạn có thể thấy cái độ dẻo không? Độ dẻo của lan này. Đấy, đây là lan xanh chuối và lan tím thì chất lượng như nhau các bạn ạ. Tùy theo các bạn thích màu gì thì các bạn chọn màu đó nhá. Đấy, đấy là về lan diều. Lan diều gồm có lan tím 1m1 để làm lan cánh và lan đuôi. Thứ hai nữa là lan tím và xanh chuối 1m4 để mình làm cây cái. Lan 1m4 thì Tiến để ở dưới kia rồi, nó dài lắm, cất ở dưới kia một mớ lan nữa các bạn ạ. Đấy, để đây một số lan để trưng bày lên cho các bạn coi. Và thứ hai nữa đó chính là có lan rồi thì mình phải có áo diều. Đấy, đây là áo diều. Cái áo diều thì Tiến may, đặt nhà may riêng, may theo cái form và kích thước theo yêu cầu của tất cả các bạn. Áo thì áo vải zip top, được may full gấp mép từ đầu tới cuối và được dậm một lớp chỉ rích rắc ở ngoài viền này để tạo điểm nhấn cho nó đẹp. Đấy, khi mà lên form thì áo diều của mình rất là ok các bạn nhé. Form diều thì đây, Tiến cho các bạn coi cái form của quả diều này, là quả diều sáo chim mồi 2m2 của Tiến này.
Đây là quả ong mồi 2m2 thì đang ở trong nhà, trong máy lạnh ấy các bạn. Áo nó không được căng mấy, khi mà ra ngoài trời thì áo nó sẽ căng hơn các bạn nhé. Đấy. Form đây. Form ong mồi 2m2 của Tiến. Đấy, về áo diều. Tiến có rất nhiều mẫu áo diều thì các bạn có thể tham khảo một số mẫu áo diều hiện tại Tiến đang có sẵn các bạn nhé. Đây là một số mẫu áo diều mà Tiến đang có sẵn đây. Ở đây thì Tiến có mẫu áo mặt trăng này, đang rất là nổi hiện nay. Tất cả áo được may bằng vải zip top, được may gấp mép. Viền được may gấp mép và được dập một lớp chỉ zigzag để tạo điểm nhấn. Những mẫu tiếp theo như là xương cá này, rất đẹp các bạn ạ, may rất là sắc nét. Thì tùy theo từng mẫu áo thì sẽ có những giá khác nhau, chênh lệch một xíu các bạn nhé. Đây có mẫu vin bẹn này, mẫu chim nửa. Những mẫu mà Tiến lựa chọn ở đây là những mẫu cực kỳ nổi khi mà thả lên trời. Mẫu X-Men đen vàng, bao đẹp. Mẫu cỏ này. Và đây là mẫu ong mồi, một mẫu diều rất hot trong size 2m2 của Tiến. Cực nổi các bạn ạ. Mẫu này bao nổi. Rồi cờ đỏ sao vàng. Mẫu phối màu này. Mẫu con chim này. Mẫu VinFast này. Áo Tiến về rất nhiều để phục vụ anh em đam mê. Các bạn mà cần may áo theo yêu cầu thì liên hệ với Tiến trong phần bình luận của video này nhé. Nhận full size cho tất cả các bạn. Đấy là áo diều các bạn nhé. Đấy, áo diều thì những cái mẫu mà Tiến làm 2m cho tới 2m2 thì phổ biến là những cái mẫu như vừa lấy cho các bạn coi đấy. Những cái mẫu này là Tiến đã thử nghiệm và nó rất là nổi, thả lên trời nó rất là nổi và cũng rất là phổ thông, đúng rất là nhiều các bạn lựa chọn yêu thích những cái mẫu mà Tiến làm cho các bạn coi. Đặc biệt là những cái mẫu ong mồi như thế này này, nó cũng khá là đơn giản đấy, nhưng mà nó phối màu nó hợp với các bạn. Khi mà lên trời ánh nắng dọi vào thì cái con diều của mình nó cực kỳ nổi, bởi vì đây là size diều nhỏ thì khi mà các bạn thả lên trời thì mình sẽ thả trong cái tầm dây khoảng 300 mét đến 400 mét, tầm đó, tầm từ 250 đến 400 mét thì diều của mình sẽ nhìn thấy và sáo của mình kêu cũng rất là rõ. Đấy. Khi mà có lan, có áo rồi, các bạn nên diều rồi đúng không, thì cần phải có sáo, bởi vì đây là diều sáo mà, thì cần phải có sáo. Sáo thì hiện tại Tiến đang có những cái bộ sáo như sau. Đối với sáo thì Tiến về 3 dòng âm: còi, chuông và đàn bò, được đặt ở âm riêng, ăn gió cũng khá là ổn và âm kêu cũng khá là chuẩn. Miệng và gỗ thì các bạn cũng có thể nhìn thấy hình thức cũng khá là ok, đặc biệt là giá học sinh các bạn nhé, giá cực học sinh luôn. Còi D35 5 quả, chuông D39 5 quả và đàn bò D39 7 quả. Đấy, đàn bò 6 chuông, 6 còi, phù hợp cho diều 1m8 cho tới 2m5. Đấy, đấy là về sáo, sáo diều. Khi mà các bạn có diều, có sáo, rồi có áo rồi thì các bạn cần phải có dây diều. Đây, dây diều. Đấy. Dây diều thì Tiến chuyên dùng dây amiang 1 ly để thả diều sáo 2m cho tới 2m2. Đấy, amiang 1 ly vuông, tròn, vuông, mềm. Đấy. Gồm có kích thước là 300m và 400m thì các bạn có thể tham khảo nhé. 300m và 400m vuông mềm. Rồi Tiến cũng có dây amiang 1 ly 3 để chuyên thả diều sáo 2m5. 1 ly 3 thả từ 2m4 cho tới 2m7. 2m7, 2m8 cũng được. Dây 1 ly 3 amiang cuộn 300m. Tiếp theo đó chính là guồng. Guồng Elox. À, cái này là guồng titan. Guồng titan thì Tiến hết rồi. Đây còn có một cái duy nhất để làm mẫu thôi các bạn ạ. Guồng titan này hiện tại thì không có về hàng, bởi vì làm nó mất rất là nhiều công. Và cái thứ hai nữa là giá cũng khá là cao, nên là Tiến đang nghiên cứu cái mặt hàng này. Thì sắp tới thì để coi giá cả, nếu mà nó hợp lý thì Tiến sẽ nhập về tiếp để phục vụ tất cả các bạn đam mê nhé. Loại này thì để trưng cũng rất là đẹp.
chân cũng rất là đẹp các bạn ạ. Hoặc là đi giao lưu thì mình làm một cái guồng này đi chơi. Đây là guồng, đây Tiến có guồng Elox, guồng Elox, guồng Elox D15 cuộn 500 m giây 1 ni, 500 m giây 1 ni đấy. Guồng rất là ok, rất là đẹp. Đấy, đấy là guồng Elox. Và tiếp theo đó chính là đây cái bát, bát diều các bạn ạ. Hồi trước thì Tiến dùng bát buộc, bát buộc và bát hàn chấm điểm, nó không có thẩm mỹ mấy. Bây giờ thì Tiến đã chuyển qua cái dòng bát gọi là hàn, giống như diều to luôn, hàn phun vẩy cá. Đấy, và được tối ưu tối giản, cái độ nhẹ của nó được tối ưu tối giản đi đáng kể để phù hợp nhất khi mà các bạn làm diều từ 2m cho tới 2m2 để tối ưu cái độ nhẹ của diều, để giúp diều của mình nó bồng bềnh khi mà gió nhỏ. Đấy, đây là cái bộ bộ bát các bạn nhé, bộ bát để làm diều tháo từ 2m cho tới 2m2. Đấy, gồm hai bát thân này được hàn vẩy cá này, có cái bát đuôi là được hàn chấm điểm thôi. Bát đuôi này rất mỏng, mình không thể hàn vẩy cá được, hàn vẩy cá nó sẽ bục vô trong thì các bạn không thể vào lan được, nên là sẽ hàn hai cái bát chính là hàn vẩy cá bao chắc chắn cho các bạn chơi, không bao giờ sợ bị cong méo bát các bạn nhé. Bổ xuống thì gãy lan rồi chứ còn còn mà cong được cái bát này đối với cái size diều này thì không thể nào. Đấy, đây về bát diều, full phụ kiện luôn các bạn ạ, đầy đủ hết cho các bạn chơi như diều sáo các bạn nhé. Từ 2m cho tới 2m2 diều sáo chim mồi. Và Tiến thì cũng set up cho các bạn những cái combo, những cái combo để về các bạn tự làm, ví dụ như là lan này, lan diều này, rồi bát, lan, bát, áo, dây, guồng, nói chung là full phụ kiện về các bạn tự làm thì giá rất là học sinh. Thì các bạn có nhu cầu thì các bạn cứ liên hệ với Tiến ở trong phần bình luận của video này. Đấy, đấy là cái góc đam mê mới của Tiến, set up một cái góc nhỏ nhỏ ở tiệm của Tiến để thỉnh thoảng ngồi live stream rồi quay video cho các bạn coi. Và đây cũng chính là cái động lực để giúp cho mình thư giãn, giải trí sau những cái giờ làm việc hàng ngày các bạn, hàng ngày làm việc của Tiến. Đấy, các bạn thấy cái góc nhỏ nhỏ này có Tiến ok không? Ở trên kia vẫn còn một cái dàn nhôm nữa, Tiến để tít ở trên kia kìa. Có nghĩa là nó khuất cái tầm video quay nên là các bạn không nhìn thấy. Còn tút trên kia nữa, còn sáo nữa. Đấy. Rồi, video này thì Tiến giới thiệu ngắn gọn cho các bạn những cái mặt hàng mà Tiến sẵn có để phục vụ tất cả các bạn anh em đam mê chơi diều sáo, các bạn mới chơi, hoặc là những anh em nào mà mới mà chơi lâu rồi mà muốn sở hữu một cái con diều mà muốn gấp gọn đem đi du lịch thì các bạn có thể tham khảo những cái mẫu diều hiện tại Tiến đang có nhá. Rồi, video này thì Tiến ngắn gọn như vậy thôi, chủ yếu là giới thiệu cái góc đam mê này của Tiến. Đấy, flex góc đam mê này. Đấy, cảm ơn tất cả các bạn luôn theo dõi và ủng hộ kênh YouTube của Tiến nhá. Những bạn nào mà mới coi video của Tiến thì cho Tiến xin một lượt like, một lượt chia sẻ và một lượt đăng ký kênh YouTube ủng hộ Tiến để Tiến thêm có thật nhiều động lực thêm ra thêm thật nhiều video về diều sáo hay cho các bạn coi nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video thả diều sáo hoặc là làm diều sáo tiếp theo của Tiến nhé.